Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh YouTube của Trần Michael, và đây là chương trình Trần Michael xin được gửi tới cho quý vị những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và trên thế giới. Và bây giờ xin mời quý vị tới với bản tin cụ thể của chúng ta. Thưa quý vị, anh Ba Báo, con của ông Biden, đang phải đối diện với một số những vụ án hình sự ở tòa liên bang liên quan tới vấn đề về súng và về thuế má. Thì anh ta cũng có nộp một số những cái kiến nghị lên trên tòa để xin được bãi bỏ những cái vụ truy tố này. Tuy nhiên thì trong cái diễn biến cập nhật nhất, anh Ba Báo đã bị tòa từ chối những cái yêu cầu bãi bỏ cáo trạng này. Bản tin cụ thể bởi Daily Mail cho biết với nội dung như sau. Một đòn nữa được giáng xuống cho anh Ba Báo khi thẩm phán đã vứt bỏ, tức là đã bác bỏ những cái nỗ lực để mà bãi bỏ cáo trạng liên quan về thuế của anh ta. Và anh ta nói rằng là những cái cáo buộc á, là những cái cáo trạng nhắm vào anh ta đó là bị thúc đẩy bởi chính trị, thì nó chỉ là dựa trên những gì, những cái lời người ta nói lại thôi. Hearsay là lời người ta nói lại, nghe nó nói lại thôi. Bản tin cụ thể nói rằng anh Ba Báo đã thất bại trong nỗ lực bác bỏ 8 cáo buộc hình sự chống lại mình, và một thẩm phán đã cho phép vụ việc về gian lận thuế có thể được tiếp tục. Thẩm phán Mark Scassi đã xác định 3 tội đại hình và 6 tội tiểu hình liên quan tới thuế của anh Ba Báo. Khai liên quan tới việc là trốn thuế nè, khai báo sai nè, và không nộp hơn 1 triệu Mỹ Kim tiền thuế từ năm 2016 tới năm 2019. Ông nói rằng những cáo buộc này không thể nào bị coi là chính trị như các luật sư của Ba Báo đã lập luận. Các luật sư của Ba Báo tuần trước đã quay lại tòa liên bang tại Los Angeles để thúc giục thẩm phán xem xét bác bỏ 9 cáo buộc thuế chống lại anh do công tố viên đặc biệt David Weiss đưa ra. Thẩm phán Scassi viết trong một tuyên bố rằng đề nghị này đáng chú ý ở chỗ nó không bao gồm một tuyên bố, chứng cứ hoặc yêu cầu thông báo tư pháp nào. Thay vào đó, bên phía bị cáo đã trích dẫn các phần của nhiều nguồn tin tức Internet, bài đăng trên mạng xã hội và các blog pháp lý. Tuy nhiên, những trích dẫn này không phải là bằng chứng đúng chính xác. Tại vì sao? Nó không phải là nguồn chính thức. Còn tin tức trên Internet, nhà đài nó muốn viết sao nó viết. Cánh hữu viết kiểu, cánh tả viết kiểu, đứng giữa viết kiểu. Đúng không? Bài đăng trên mạng xã hội, bá tánh muốn viết gì viết. Và các bài bình luận pháp lý, ai muốn bình sao bình luận, không? Nó không phải là cái nguồn chính thức. Nó không phải là cái nguồn chính thức, cho nên không thể nào được xem là bằng chứng được. Thẩm phán Scassi cho biết là các nguồn tin tức chứa nhiều cấp độ tin đồn và không đưa ra được suy luận hợp lý, chưa nói tới bằng chứng rõ ràng về tác động phân biệt đối xử và mục đích phân biệt đối xử trong vụ việc này. Các cáo buộc xuất phát từ những gì các công tố viên liên bang nói là một kế hoạch kéo dài 4 năm nhằm tránh việc phải trả 1 triệu tư Mỹ Kim mà anh ta nợ sở thuế. Thay vào đó, anh ta sử dụng số tiền này để tài trợ cho cuộc sống xa hoa mà chính anh ta thừa nhận, bao gồm cả nàng tiên nâu và rượu chè. Những bản cáo trạng được được áp dụng cho những năm thuế 2016, 2017, 2018 và 2019. Trong khi đó, anh Ba Báo, 53 tuổi, cũng bị truy tố ở tiểu bang Delaware vì đã khai báo gian dối vào tháng 10 năm 2018 trong mẫu đơn liên bang dành cho người mua súng, khi anh đã tuyên thệ rằng mình không hề nghiện ngập hay là sử dụng nàng tiên nâu bất hợp pháp. Tuy nhiên, lúc đó anh ta đang nghiện khá nặng. Anh ta cũng bị truy tố sở hữu súng bất hợp pháp và không nhận tội trong vụ việc đó. Các công tố viên liên bang cho biết anh Ba Báo liên tục không nộp thuế đúng hạn, trễ thời hạn trả tiền nợ, và anh ta còn trốn thuế mà nó bị rớt vào khung hình sự bằng cách gian lận sổ sách và khai báo sai.
Bộ Tư pháp cho biết Barão đối mặt với án tù lên tới 17 năm vì tội trốn thuế và 25 năm tù vì tội khai báo gian dối trong việc mua súng. Hai vụ việc này có thể gây tác động nghiêm trọng lên chiến dịch tranh cử của ông Biden. Ba Bảo bị cáo buộc trốn thuế đối với thu nhập mà anh ta nhận được từ Trung Quốc và Ukraine. Tạo cơ hội cho những người Cộng Hòa đã cáo buộc Ba Bảo trục lợi một cách tham nhũng từ các giao dịch kinh doanh nước ngoài thông qua họ của mình. Trong 6 tháng, họ đã điều tra các giao dịch của anh ta để tìm cách để đàn áp ông Biden. Các luật sư của Ba Bảo nắm bắt được điều này, tuyên bố rằng ông David Weiss là một công tố viên của ông đã bị chịu áp lực từ bên ngoài do Tổng thống Trump và những người Cộng hòa tại Hạ viện đưa ra. Họ nói rằng, họ viết rằng anh Ba Báo đang bị nhắm mục tiêu vì các liên kết chính trị của gia đình của mình. Các bản cáo trạng nêu rõ rằng mặc dù nhận được hàng triệu Mỹ Kim thu nhập cá nhân và hỗ trợ tài chính từ một người bạn, Ba Báo vẫn tiêu số tiền này vào nàng tiên nâu, vào các nàng tóc xanh mũi lọ và lộn mắt xanh mũi lọ lộn tóc lọ xo, đúng rồi, và những người bạn gái của mình đi ở trong khách sạn xa hoa, rồi đi thuê nhà, thuê xe hơi, mua quần áo sang trọng và các vật dụng cá nhân khác. Tóm lại là tất cả mọi thứ khác mà không chịu đóng thuế. Các luật sư của Ba Báo cũng lập luận rằng vụ việc phải bị hủy bỏ vì nó đã bị làm hỏng bởi một đặc vụ sở thuế. Những người trước đây đã làm việc trong vụ án này trước khi trở thành những người tố cáo và làm chứng trong cuộc điều tra đàn hạt của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Họ viết rằng hành động của bên công tố trong trường hợp này là quá nghiêm trọng. Những người tố giác đã có những sự cảnh giác về mặt tư pháp và tự mình làm luật luôn bằng cách rò rỉ hồ sơ thuế. Phiên tòa xét xử tội về súng của Ba Báo ở Delaware sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 6, vài tuần trước phiên tòa ngày 20 tháng 6 về tội thuế ở California. Vào mùa hè năm ngoái, một thỏa thuận nhận tội đã được đề xuất nhưng mà thẩm phán sau đó đã hủy bỏ cái thỏa thuận nhận tội đó. Các cáo buộc chống lại anh Ba Báo sẽ được ngưng lại như một phần của thỏa thuận nhận tội mà anh ta đạt được với công tố viên. Trong đó anh ta sẽ thừa nhận tội về thuế và cố tình không nộp thuế và trả tiền thuế đúng hạn và sẽ đồng ý nộp thuế. Nhưng thẩm phán Marianne Norica vào tháng 7 đã đưa ra một cái điều khoản gây tranh cãi trong cái thỏa thuận nhận tội đó, vốn sẽ cho phép anh ta được miễn trừ toàn diện đối với các tội danh khác. Thẩm phán Norica đã hỏi công tố viên Leo Weiss và luật sư của Ba Báo vào thời điểm đó là ông Chris Clark rằng liệu việc này có nghĩa là Ba Báo vẫn có thể bị truy tố cái tội không ghi danh làm vận động hành lang trên nước ngoài vi phạm đạo luật VARA hay không. David Weiss nói là có, Leo Weiss nói là có, nhưng Clark nói rằng ông không đồng ý với thỏa thuận đó và thỏa thuận bị hủy bỏ. Sau một thời gian tạm nghỉ, các luật sư của Ba Báo đồng ý rằng chỉ có cái miễn trừ về các tội thuế súng và cái việc nàng tiên nâu đó mới được đưa ra. Nhưng thẩm phán Norica vẫn hoài nghi về cấu trúc bất thường của thỏa thuận này. Kể từ đó, các cuộc đàm phán trở nên bế tắc và coi như là quyền miễn trừ của Ba Báo đã không được còn nữa vì cái thỏa thuận nhận tội đã bị bác bỏ. Cho nên là tóm lại thì họ chỉ thuật lại những cái vụ việc pháp lý mà Ba Báo đã từng phải đối diện thôi. Nhưng mà cái bản tin chính trong ngày hôm nay đó chính là Ba Báo đã bị thẩm phán từ chối đơn kiến nghị bãi bỏ cáo trạng liên quan về thuế và vụ việc về thuế vẫn sẽ được tiếp tục. Và đó là những gì mà Đặng Mai Côn muốn được gửi tới cho quý vị trong chương trình này. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời giờ lắng nghe và xin hẹn lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt.